Nope. Bộ phim Trò Chơi Con Mực. Techno. Ê, zombie, nhảy một mình là không được đâu nha. Techno. Hay quá, hai đứa bay nhảy trên bàn rồi tới mấy thầy nè. Hay quá, nhảy đi, nhảy như gãy cái bàn luôn. Gì vậy? Ai à? Hi, xin chào tất cả các em nha, xin chào mấy em. Trời ơi, anh ơi, cái lớp em nghèo gần chết, không có tiền mua đâu, anh khỏi quảng cáo mất công tốn thời gian. Không phải đâu, anh không phải đến đây để bán hàng đâu, mà đến đây để mời tất cả các em chơi một trò chơi nhận thưởng. Ủa anh ơi, chơi trò chơi gì anh nhận được nhiều tiền không anh, em khoái lắm á. Dạ đúng rồi. Trò chơi này là một trò chơi có quy mô rất là lớn, nên số tiền thưởng nó cũng lớn, tới 100 tỷ lận đó mấy em ơi. Cái gì? 100 tỷ mua được gì zombie? Trời, 100 tỷ mua được 4 con Lamborghini luôn á. Mỗi ngày đi học đi một chiếc luôn. Dữ vậy? Đây là danh thiếp của anh. Nếu mà các em muốn tham gia cái cuộc chơi này thì các em gọi vào số điện thoại này, anh sẽ đến đón. Dạ. 100 tỷ lên đây mở giỡn. Trời ơi, nghĩ sao 100 tỷ? Giờ cho miễn phí. Trời, cuộc chơi gì vậy? Tròn vuông tam giác, tròn vuông. Tao nghĩ là ông này không có âm mưu gì mày ơi. Ông bắt cóc trẻ con hay gì á, nhìn ghê quá à. Tào lao quá, thời đại 4.0 rồi, ai mà bắt cóc chi nữa. Tao mời tham gia cuộc chơi chương trình thực tế thôi. Tao nghĩ là chúng ta không nên tham gia chương trình này đâu tụi bay ơi. Chưa có biết gì hết trơn mà tham gia sao được. À thôi đừng bàn ra nữa. Trời ơi, 100 tỷ lần á. Bây giờ ai đồng ý tham gia thì giơ tay lên. Chơi xong về là anh em mình đổi đời luôn. Chơi thoải mái thả ga luôn, giơ tay anh em ơi. Cho tôi đi nữa. Lỡ mai lượm được 100 tỷ thì sao? Ủa, hôm nay thứ hai chứ đâu phải thứ bảy chủ nhật đâu mà cái lớp vắng tanh vậy trời đất ơi. Kỳ cục vậy, mấy đứa này nó đi đâu nữa rồi không biết nữa. Trời đất ơi. Ủa, cái này cái gì vậy? Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được giải thưởng là 100 tỷ đồng của trò chơi. Qua các vòng chơi, nếu có người chơi bị loại thì số tiền sẽ được cộng dồn cho đến khi cuộc chơi kết thúc. Vậy à, anh biết chơi con mực không? Chỉ em chơi con mực chứ em không biết chơi anh ơi. Và đây là con heo trong suốt sẽ chứa số tiền thưởng của người chiến thắng cuối cùng. Tôi sẽ cố gắng để chiến thắng để về mua mấy con Lamborghini đi dạo chơi với mọi người. Bitman ơi, Bitman đua top với tôi không Bitman? Chơi luôn. Trong trò chơi này sẽ có 3 quy định chính. Thứ nhất, người chơi không được tự ý dừng cuộc chơi. Thứ hai, người chơi không được từ chối tham gia trò chơi, coi như sẽ bị loại. Và thứ ba, 50% bỏ phiếu dừng chơi thì cuộc chơi sẽ dừng lại. Tất cả mọi người đã gõ chưa? Tất cả người chơi đều có một số thứ tự riêng, từ 1 cho tới 40. Nếu không có thắc mắc gì nữa thì mời các bạn ký vào giấy xác nhận trò chơi. Ê, đâu vậy? Trời, đi đâu vậy? Hình như là lên đây chụp hình lưu niệm hay gì á. Đi lẹ mệt quá. Nhưng mà chơi chọi nhận thưởng nè. Nhưng mà đợi nhau. Nè,
Tam Giác tìm xác em quay lật lẫy lên đó. Trời ơi, zombie, em có thể bình tĩnh được không? Để em cười cái cười. Đây là phòng quản lý và theo dõi thông tin của người chơi. Tất cả thông tin của người chơi và trò chơi được cập nhật ở đây. Và mỗi người chơi đều được quan sát bởi một người áo đỏ. Ai biết mẹ trò chơi con mực là trò gì mày, đó giờ tao mới nghe lần đầu tiên luôn á, tao có biết cái trò đó luôn á, mày có biết trò đó không chị đâu ơi. Trời có gì lạ đâu, thì bây giờ mình là con mực nè, mình là mực, mình ra đây mình phơi một nắng. Đó, mình phơi một nắng xong rồi ta đem mình lên ta nướng mình, nó gọi là trò chơi con mực rồi, xong nhận tiền về. Trời ơi, không biết đâu á mày ơi. Dù cái trò chơi này là cái gì thì mọi người cũng phải cẩn thận nha, thua một cái là dục xuống hầm cá sấu á. Trời biết rồi. Theo ta đoán không lầm thì đây là trò chơi ngựa gỗ. Mình sẽ về đích nhanh nhất. Xin giới thiệu với tất cả người chơi, trò chơi đầu tiên là trò chơi ngựa gỗ. Sau khi búp bê quay lại và đếm 1, 2, 3 thì người chơi có thể di chuyển. Sau khi búp bê đếm xong, người chơi còn di chuyển thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nhiệm vụ của người chơi là chạy về vạch đỏ trước khi thời gian của trò chơi kết thúc. Ê, dạ chắc tôi chịu thua cái trò chơi này quá. Tôi chạy không có nổi sao mà chạy được đây hả? Không biết nữa. Cô cũng đâu cần phải chạy đâu, cô đi bình thường thôi. Cô chạy coi chừng bị bắt luôn á. Chúc cô may mắn lần sau. Trò chơi bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, một. Game là dễ. Chạy trước tụi này một, luôn, hai, nó không biết gì đâu. Tôi sẽ về đến trước. Trời. Người chơi số 24 bị loại. Mới vô để bị loại rồi. Ông này diễn sâu thiệt, cái bị lội mà nằm đây luôn rồi, không chịu đứng dậy đi ra đi trời. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Trời ơi, đợi sẽ đếm gì nhanh dữ vậy, đừng nha, đừng nha, đừng. Người chơi số 27 bị loại. Trời, Biết mẹ ơi, lội người chơi là bắn người chơi hả? Biết mẹ, cái này là bắn chết người chơi mà. Biết mẹ ơi, trời ơi. Bình tĩnh đi, đừng có nhúc nhích nữa. Trời ơi, mình đang bị kẹt trong trò chơi này, cố gắng đi qua khỏi màn này rồi tính tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Người chơi số 18 và người chơi số 12 bị loại. Trời ơi, cái gì vậy? Sao bị bắn vậy? Trời ơi. Người chơi số 13, 29, 36, 17, 23 bị loại. 1, 2, 3, 4, 5, chạy đi mọi người, chạy lên mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Trò chơi kết thúc.
mừng tất cả các người chơi đã vượt qua được thử thách. Khoan, chúng tôi chưa muốn bắt đầu cuộc chơi. Chúng tôi có thể dừng cái trò chơi này lại được không? Vậy tôi không có muốn tham gia cái trò chơi này đâu. Đây là cuộc chơi gì? Đây là trò chơi với tử thần chứ cuộc chơi gì? Chúng tôi muốn dừng lại trò chơi này. Theo quy định của trò chơi thì 50% số người bỏ phiếu dừng lại thì cuộc chơi sẽ dừng lại. Được, mọi người muốn dừng cuộc chơi. Nhưng mà trước khi dừng cuộc chơi, tôi sẽ cho mọi người xem một cái này. Đây là số tiền thưởng của các bạn đã giành được sau vòng 1. Vòng 1, trò chơi ngựa gỗ có 10 người bị loại. Tổng số tiền bây giờ là 25 tỷ. Số tiền trong con heo này sẽ là số tiền dành cho người chiến thắng. Và nó còn sẽ nhân lên tiếp nếu có người chơi bị loại. Mỗi một người chơi sẽ cộng vào trong heo 2 tỷ rưỡi. 25 tỷ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi nhìn thấy số tiền nhiều đến như vậy luôn á mọi người ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu. Nếu có 50% số người chơi yêu cầu dừng lại thì trò chơi sẽ được dừng lại. Nếu không thì trò chơi sẽ được tiếp tục. Mọi người ơi, đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi đó mọi người ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bỏ phiếu dừng lại để cho cuộc chơi này dừng lại đi nha mọi người. Bắt đầu đi. Tất nhiên mình sẽ bấm nút đỏ để trò chơi này ngừng lại rồi. Không gì đồng tiền mà đánh mất mạng sống của mình được. Cuộc chơi này mau dừng lại. Mình cũng muốn, nhưng mà ngừng trò chơi này lại đi. Bây giờ sao thì Bani Basit? Cứ tiếp tục đi cô. Ok luôn. 25 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Ngu gì ta dừng lại. Tiếp tục trò chơi đi. Không, tại sao lại như vậy? Trời ơi, mau dừng trò chơi này lại đi. Mọi người ơi, đây rất là nguy hiểm đó. Phải ngừng trò chơi này lại thôi. Mình cũng sợ chết mà. Dừng lại đi. Em lỡ tay anh ơi. Trời ơi, làm gì căng chứ. 25 tỷ hả? Ta không cần 25 tỷ đâu. Ta sẽ bấm tiếp tục. Nên chọn cái nào đây? Dừng lại đi. Tại sao phải dừng lại chứ? Tiếp tục đi. Bây giờ chọn cái nào đây ta? Bây giờ chọn cái nào đây? Cái xanh hay là cái đỏ? Cái xanh. Cái đỏ. Còn người cuối cùng là ma xương đen. Chắc chắn nó sẽ bấm dừng lại. Tụi mình sẽ được về thôi mọi người ơi. Trò chơi tiếp theo, người chơi chọn cho mình một ô bất kỳ và bước
vào trong hình tròn, tam giác, ngôi sao và chiếc ô. Oh, oh no, oh no, oh no, không biết chuyện gì xảy ra nữa đây zombie ơi, không biết chuyện gì nữa đây mày ơi. Chắc bắt mình lựa chọn đồ đựng thức ăn vô chổng để ăn buffet á. Mình đựng bằng cái dù là mình ăn nhiều nhất luôn á. Mấy cái kia đựng không có nhiều đâu, ăn bằng cái dù đi. Anh zombie, anh zombie, anh chọn cái dù hả? Em cũng chọn cái dù luôn, em đói bụng hôm qua tới nay, giờ em ăn rồi, em ăn hết trong đó luôn á. Ok, okay. Thử thách này chắc chắn mình sẽ vượt qua được, ăn thôi mà có gì đâu căng. Mời tất cả người chơi nhanh chân tiến về các ô mà mình đã lựa chọn. Thôi mấy đứa chọn cái dù đi, anh chọn tam giác. Để lỡ nó kêu ăn xong rồi chạy bộ, anh chạy không nổi đâu á. Nhát quá, để tôi. Cái dù, cái dù, cái dù, mở cửa đi. Cái dù ơi, cái dù ơi. Cái gì đây? Ơ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Gì ăn trong cái hộp này sao ăn được? Trời ơi, ăn cái hộp bự bự cái dù. Ôi, làm gì căng, hỏi làm gì căng. Làm căng dữ. Tôi cũng chọn cái dù nữa. Cái dù là cái gì đây? Nè, đây, 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 nói nhỏ nhỏ thôi. Hồi nãy tao chọn ngôi sao mà thằng quỷ thằng gá tên nó đòi đổi với nó đổi tam giác qua cho tao nè. Không biết chuyện gì xảy ra nữa đây, cho có bữa ăn mà làm gì đứng canh cầm súng dữ vậy trời. Ê, tôi không có chơi trò này được không? Tôi sợ lắm, tôi đừng có cầm súng như vậy mà. Trời ơi, như vậy chết tôi luôn á, tôi rất là sợ nha. Đừng có làm bạo lực với tôi nha anh trời ơi. Trò chơi này là trò chơi tất điệu ngọt. Mỗi người chơi đều có một hộp kẹo hình mình đã lựa chọn bên trong. Nhiệm vụ của người chơi trong vòng 10 phút phải tách được hình mình đã lựa chọn ra khỏi khuôn. Nếu không, người chơi sẽ bị loại. Trò chơi bắt đầu. Ê trời, đừng có chơi vậy chứ. Chơi tách kẹo ngọt hồi đó giờ chứ có ăn kẹo thôi chứ có tách kẹo đâu mà biết. Trời ơi, mà còn chọn hình cái dù nữa. Trời, Toan rồi, Zombie hồi nãy chọn cái dù đúng không Zombie? Trời ơi, lần này xong phim rồi. Toan đâu rồi mẹ ơi, nãy chọn cái dù chi ăn rồi luôn. Nè, nhìn đây nè, nói với mẹ ta là xin này ta không về nha, ta không có về được nữa đâu, cái dù này sao tách. Toan thiệt rồi, cố lên. Biết rồi. Anh ma chân trắng hồi nãy anh chọn cái gì? Anh ma chân trắng có thể tiết lộ cho em và mọi người biết được không anh ma chân trắng? Nãy hả? Chọn cũng bình thường lắm, chọn ngôi sao năm cánh luôn. Chọn vậy nó mới về thiên đàng được chứ, em chọn gì vậy nó? Em chọn giống anh Zombie á, em chọn cái dù. Nhưng mà không biết cái dù của em có đẹp không nữa. Để em mở ra anh coi. Cái gì? Trời. Trời đất ơi. Anh đâu đỏ rồi. Nè anh đang coi không mấy anh bắn em luôn đi. Chứ cái hình này rồi xem em tắt kiểu gì anh. Cái trò chơi này nó kỳ cục như vậy vậy không mà tắt được nhà làm sao thì tôi chỉ tôi với coi chứ cũng không được tay tôi vậy sao tắt được. Nè trời ơi vậy ơi giống con luôn á, cứu tôi với làm ơn đi mà trời ơi tắt được sao đây không có tắt được. Nè trời ơi trò chơi này nè tắt được khi nào sẽ tắt được mấy con cái cây kim nè, cái vòng tròn đó thì nó dễ hơn nhưng mà trời ơi mọi người phải cố gắng lên nha, cái này mà nó không cái là nó bắn cái mực liền luôn đó mọi người ơi. Nè tắt bụng đi sẽ cái này ra không được nè, tắt được là nè lên đi trời ơi, lẹ lên đi, nhưng mà có mà làm nhầm như vậy đâu được. Trời ơi ngôi sao không tự tốt sao lên như đạn luôn á, đừng lấy cái nhầm nghe trời ơi để mọi nghiên cứu cũng nhiều cái mình nghiên cứu là chết tôi luôn to cho lớn bởi mọi người ơi đừng lấy cái nhầm nghe này nè. Tắt đi, cố gắng lên, được chưa? Hello, xin chào nha. Rồi, đi đi, coi như là chúng ta chưa có duyên gặp nhau. Chúng ta chưa có duyên gặp nhau. Mau làm đi, những cái gì nữa. Để nói trước khi mọi chuyện mình đừng đổi tệ hơn đó nha. Thôi, để lên, tắt đi. Hên là hồi nãy thằng gác nó kêu đổi ngôi sao với nó. Giờ tôi xài ngôi sao là tôi chết ngắt luôn rồi đó. Trời đất ơi, khó thì ơi. Ê, thằng gác đi bắn rồi.
Xin thông báo người chơi số 32 bị loại. Trời ơi, gì mà bắn ghê quá vậy? Trời ơi, ấy bị bể. Người chơi số 21 bị loại. Sắp được rồi, lên rồi. Còn khúc cuối nữa. Ê trời, Zombie đừng có tuyệt vọng. Người bên kia cũng chọn giống mày kìa. Người ta làm sắp xong rồi kìa Zombie. Đó, nhìn thấy không? Ê. Trời ơi, hết sọt luôn của Hitman ơi. Đừng nói gì hết trơn mày ơi, để tao làm đi mày ơi. Người chơi số 19 bị loại. Hoàn thành thử thách. Ủa sao khó vậy ta? Sao mở hoài không được vậy? Không có cái điểm nào để mình mở ra hết trơn á, trời vậy ta? Cái ngôi sao này thì khó quá đi. Trời ơi, làm ơn được cứ ấy hơi bị ấy rồi. Người chơi số 3 bị loại. Tao xong rồi nè Zombie ơi, mày cố lên nha Zombie, cố lên nha, làm từ từ thôi Zombie ơi, đừng có làm nhanh, làm từ từ thôi. Người chơi số 39 hoàn thành thử thách. Chậm chậm thôi, có gì đâu cắn. Tan chảy đi mà, làm ơn đi, trời ơi, dưới cái ghê quá. Người chơi số 9 bị loại. 98% người chơi đã vượt qua thử thách, còn 2 người cuối cùng. Ê, xong rồi nha. Ê, còn mình á. Rồi, xong rồi nha. Ê, xong rồi. Xong rồi mà. Người chơi số 40 hoàn thành thử thách. Em biết rồi, trời ơi, làm hết hồn hết vía. Ở trò chơi thứ hai, trò chơi tắt kẹo, có 5 người chơi bị loại. Số tiền được cộng thêm là 12.500.000.000. Số tiền thưởng tăng lên là 37.500.000.000 Việt Nam đồng. Để coi mấy người sung sướng được bao lâu, từ từ rồi cũng lên bản danh sách hết à. Thôi kệ nãy anh Zombie ơi, mai mốt em được ra em mua cho mọi người một chiếc Lamborghini đi để đi chơi luôn á. Ngốc nghếch quá à. Trời ơi, em mà ra được cái thì ở đây người ta xanh cỏ hết trơn rồi, Lamborghini gì nữa. Ủa vậy hả? Tôi nghĩ là việc đầu tiên chúng ta nên làm là đoàn kết lại với nhau. Vì một người bị loại trong này sẽ được cộng thêm 2.5 tỷ, nên người ta sẽ giết chúng ta đó. Đúng là như vậy. Chắc chắn là tối nay sẽ có biến. Tất cả mọi người phải ngủ ở trên cao, không được ngủ ở dưới tháp nha. Có chuyện gì xảy ra thì nên la lên liền. Xin chào 25 người chơi còn lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ được tiếp tế lương thực, mọi người ăn uống sau đó nghỉ ngơi. Tối nay sẽ là một đêm cực kỳ vui vẻ với tất cả mọi người. Bây giờ mọi người lên đây lấy đồ ăn và nước uống đi. Tưởng tao bỏ đói luôn rồi chứ. Trời ơi, lên lấy đồ ăn. Cho mấy đại ca ăn trước đi, để hồi mình lên đại ca quýt mình chết luôn á. Mình đứng đây mình đợi chút đi mọi người. Đồ ăn có đường hầm cơm với chai nước vậy thôi đó hả? Không có gì chứ. Ê nhóc dạ. Con đứng lại, đừng có tỏ vẻ đại ca ở đây với ta nha. Ta đấm người vỡ mặt đó. Mày chỉ là một thằng nhóc thôi, đừng có tỏ ra láo cá ở đây. Nhớ mặt tao đó. Cay à, mặt cay cứu à, mặt cay à, làm gì được người ta. Mặt cay ơi. Ăn đi mọi người. Trời ơi, làm gì mà cay dữ vậy? Trời. Thì tôi ăn chúng miếng ớt tôi cay chứ có gì đâu, nhìn cái này bình thường mà. Tôi đâu có nói ông đâu, tôi nói thằng Mai Xuân Đen kìa, nó làm gì mà nó cay, nó ngồi đó một mình vậy? Đã tới thời gian
Nghiện ơi, mời tất cả người chơi về vị trí giường của mình. Má Sương Điên mau trở lại giường đi. Ủa sao tắt điện rồi ơi, tắt điện tui rồi, mở chỗ máu rồi. Tất cả mau dừng lại, tất cả dừng tay lại. Trời ơi, ngủ cái gì vậy? Tiếng gì nó ngoài vậy trời ơi? Cái gì vậy? Ai vậy? Gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người ơi, gì vậy? Trời ơi, tao bảo cái này bị quá rồi, mọi người ơi, nó bị sợ quá rồi. Xin thông báo, người chơi số 15 bị loại. Ê, biết mẹ ơi, phải cái ông tóc vàng này hồi sớm kiếm chuyện với ma xương đen không vậy? Ông ra đi chân lạnh toát luôn rồi kìa. Đúng rồi, ông với ai nữa? Trời ơi, mày coi ma xương đen kìa. Ủa nhìn sợ mày ơi. Bây giờ không phải là ma xương đen nữa, bây giờ là ác quỷ đó mày ơi, đừng đụng tới nó nha. Đêm nay người chơi số 15 đã bị loại. Bây giờ còn lại 24 người chơi. Số tiền tăng lên 40 tỷ Việt Nam đồng. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi thứ ba. Thì ở trò chơi này chúng ta cần chọn ra 4 người để làm một đội. Bây giờ tất cả các người chơi có thể ghép đội ngẫu nhiên với nhau, mỗi đội 4 người. Bắt đầu, thời gian để chúng ta ghép đội là 15 phút. Có gì đổi tôi không mẹ, chỗ đổi nè. Bây giờ chọn ra bên này nữa là ok luôn. Mà chọn ra bên này nữa là ok luôn. Đội, mỗi đội 4 người, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn thiếu người nữa, một người nữa thì chỗ này chúng ta mới đủ hai tem. Đi kiếm thêm người nữa mọi người ơi, đi kiếm thêm người nữa đi. Mà nhớ nha, đừng có kiếm ma chân đen vô nha, nó tàn sát nguyên đội mình luôn á. Gán kiếm ai có khuôn mặt tin tưởng xíu. Ok. Bố ơi, mọi người ơi, vậy chung đội nha, vậy trời, gọi ok luôn. Rồi, nhúng quyết nha, 1, 2, 3. Ê, thì bà đi bà xin. Tôi nghĩ là trận chiến này chúng ta cần đến sức mạnh hay sao á, nên đuổi cho bà cô đó ra khỏi nhóm chúng ta đi, để chúng ta gia tăng sức mạnh thêm. Được, nói cũng đúng. Bà cô giáo thảo, bà hãy mau ra khỏi tem đi, tem chúng tôi không cần bà nữa đâu, bà đi đi. Cái gì mọi người đã nói là không bỏ rơi tôi mà, không muốn bỏ rơi tôi mà, cho tôi ở lại đi mà, chứ làm ơn đi, cho tôi ở lại đi. Làm ơn đi mà, đừng, làm ơn đi, tôi không muốn rời khỏi tem đâu. Hồi nãy giờ đi kiếm tới đi kiếm lui, tôi không thấy ai chơi á, mấy bạn có thấy ai mà có ý tưởng lớn gặp nhau không, để vô tem mình luôn, phân bổ cho nó đều ra mấy bạn ơi, chứ giờ là bó tay chấm cơm rồi đó. Chia 4-4 ra, có thể là chơi nhảy dây bốn thun hoặc là chơi gì đó, cá sấu lên bờ á mọi người. Zombie ơi, các em ơi, các em có thể cho cô vô tem được không vậy? Bây giờ cô không có ai hết trơn á, các em có thể cho cô vô được không vậy? Sao? Sao mấy đứa? Ok. Dạ được. Trò chơi tiếp theo là trò chơi kéo co. Mỗi đội có 4 thành viên, hai đội sẽ đấu với nhau. Đội nào có sức mạnh nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Ở đây chúng tôi có một chiếc hộp màu đen và một chiếc hộp màu vàng. Chúng tôi sẽ bốc ra ngẫu nhiên hai đội đấu với nhau. Đội nào chiến thắng sẽ được qua lượt, còn đội không chiến thắng có nghĩa là sẽ từ trên đây rơi xuống dưới này. Anh Zombie ơi, nếu mà hai đội mình bốc vô nhau vậy là mình phải kéo nhau hả anh Zombie ơi? Em không muốn như vậy đâu. Trời ơi, nó cứ yên tâm đi, nếu mà đội anh bốc trúng đội nớp á thì anh sẽ cho nớp chiến thắng. Anh bốc trúng đội nớp á thì anh sẽ cho nớp chiến thắng. Như vậy là anh Zombie sẽ chết đó, em không muốn cho anh Zombie đâu. Và bây giờ sẽ bắt đầu bốc thăm chia đội. Và mỗi thùng sẽ có 3 đội nằm ở trong này. Sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, coi đội nào sẽ chiến đấu với đội nào. Lạ thăm thứ nhất là đội số 5.
Đội thứ hai là đội số 4. Và bây giờ đội số 5 và đội số 4 sẽ đấu với nhau. Mấy con gà đội số 4 chuẩn bị chết đi. Mời hai đội chơi mau tiến về vị trí chuẩn bị thi đấu. Nuốt mấy thằng nhóc này cho một nốt nhạc luôn. Nó có cả bà cô giáo Thảo kìa. Bây giờ mình kéo chơi chơi cũng ăn nữa. Trời, bên đó nhìn mặt căng quá hả. Bên này bây giờ mình chỉ cần giữ dây thôi. Đợi coi có sơ hở gì không mình kéo nha. Ok, okay. Kéo đi, 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 kéo đi. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt. Người chơi số 2, người chơi số 5, người chơi số 10, người chơi số 22 bị loại. Và hai đội còn lại sẽ thi đấu với nhau, đó là đội số 1 và đội số 6. Hai đội nhanh chóng tiến về vị trí thi đấu. Anh Jimmy hay quá, anh Jimmy hay quá. Đúng như vậy. Dạ. Ê chị Alice à, chị Alice, anh cờ rết của chị ở bên bển kìa. Anh muốn nói với em là thương em. Thật ra lâu nay vẫn chưa yêu dù chỉ một lần, sau này bên ấy mong anh sống tốt, em muốn thấy anh yên bình, còn lại tổn thương với những ký ức. Anh muốn nói với em là thương em. Em vẫn trông mong một ngày gần nhất em sẽ lãng quên, quên đi một người từng xem như là tất cả. Kéo đi, 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 kéo đi,
Trời ơi, ở sao có kéo không vậy? Kéo đi, lọt ở dưới bây giờ nè. Tôi có kéo. Tôi cũng đang kéo đi nè. Trời ơi, vậy cái thằng cuối cùng nó làm cái gì rồi? Nó không chịu kéo đi, lọt xuống dưới đó. Mấy chú mày cứ yên tâm, qua cái trò kéo co này thì số tiền sẽ lên tầm 70 tỷ đó. Trò chơi thứ 3, trò chơi kéo co đã kết thúc. Số người còn lại là 12, số tiền thưởng tăng lên 70 tỷ Việt Nam đồng. Sao nghe thông tin của thí sinh vòng cuối bị lỗi là số mấy hết trơn vậy trời? Thằng Nếp đâu ta? Đừng có bị gì nha Nếp. Dạ đây. Nguyên Tam quay trở về rồi. May mắn quá. Trời ơi, mừng ghê luôn á. Thế là mọi người em đã quay trở lại rồi đây. Chị Alice thắng là cảm động quá trời quá đất luôn, khóc sướt mướt trong mưa luôn rồi kìa. Chị khóc là tại vì trong cái team địch hồi nãy có cờ rớt người yêu của chị á, nên chị mới khóc như vậy nè. Anh đã không buông tay là không có thắng được đâu. Bó tay. Xin chào 12 người chơi còn lại. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với trò chơi thứ 4. Ở trò chơi này yêu cầu hai người chơi sẽ hợp lại thành một đội trong vòng 10 phút. Cái gì chơi cái trò gì mà hai người nữa vậy? Trời ơi, hồi sớm mất rồi. Bây giờ hai người làm sao đây? Bây giờ hợp đội làm sao đây? Để coi chi làm sao nha. Thôi, team mình 6 người luôn rồi nè. 6 người là làm được 3 cặp luôn. Nhưng mà không biết trò chơi tiếp theo là gì, nên chúng ta chia ra hai phương án nha. Một là mình ghép đôi với team mình, hai là mình ghép với team địch, để tránh cái trường hợp là team địch chết 3 mà team ta chết hết. Ok không? Ok. Trời ơi, cô đừng có buồn, đừng có khóc nữa mà mệt mỏi quá trời. Thiệt chứ, tôi với cô làm đội nha. Ok. Đã vô tới đây thì chúng ta phải tính toán thật là kỹ lưỡng. Nếu mà bây giờ bắt cặp với nhau mà lỡ có chơi trò chơi gì đó đấm đá với nhau thì coi như là team chúng ta sẽ bị mất thành viên. Bây giờ chúng ta chia người qua bên kia bắt cặp với team bên kia, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn. Ok. Còn 2 phút nữa cho thời gian lập đội. Nhanh lên, chúng ta còn phải di chuyển đến địa điểm của trò chơi nữa. Mọi người nhanh lên đi. Trời ơi, căng thẳng luôn. Bây giờ một trong ba chúng ta sẽ có một đứa về tem của thằng Mai Xương Đen. Trời ơi, bây giờ về tem của nó khác nào mà đi tự sát, đâu ai dám. Hả? Để em chắc chắn là anh Mai Xương Đen không làm gì em được đâu. Không lẽ anh Mai Xương Đen ác tính như vậy hả? Vậy em phải thật là cẩn thận nha Nếp. Vì tiền thằng Mai Xương Đen nó có thể làm mọi thứ đó. Em cẩn thận. Dạ biết rồi. Em đi đây. Chúc mọi người may mắn. Hả không believe. Ê, trời ơi, tại sao lại đưa thằng Nếp vô đội của thằng Mai Xương Đen? Khác nào giao trứng cho em. Thời gian lập đội kết thúc. Trò chơi chính thức bắt đầu. Thì làm thấy giống như chỗ cái làng của mình không? Trời, chỗ cái làng của mình là xây bằng đất, còn ở đây là người ta xây bằng gạch luôn. Trời ơi, đâu núi hả? Trời ơi, chỗ này chỗ nào vậy? Sao mà giống như cái nhà tôi có vậy? Trời ơi, mà bây giờ mời tất cả người chơi đi theo người hướng dẫn để đến vị trí thi đấu của mình. Đi trước đi, Sài Lam ơi. Ê, mẹ nó dẫn đi đâu vậy? Trời, đá nó đi đâu vậy? Đá nó đi, đá đứt. Hả? Đi đâu vậy? Đem đi trước cho, trời ơi, có gì đâu cắn.
Đi mọi người ơi, đi mọi người ơi. Rồi sao nó dẫn mình đi đâu vậy? Ê, đi từ từ thôi nha, hồi lạc khó bắn thôi nha. Ê, rồi từ từ thôi nha. Tiếp theo, người chơi sẽ lấy cho mình một túi bi. Ở bên trong túi bi này sẽ có 10 viên bi. Tưởng gì trời ơi, bắt đội đúng rồi đó. Hồi đó tụi mình chơi bắn bi là chùm sớm luôn đúng không anh Chim Đen? Game là dễ. Trời ơi nhớ bi này, hồi đó mình đi chọi chim không? Mình chọi không trúng con chim nào mà trúng nhà của thầy, thầy chửi quá trời quá đất luôn á, nhớ không? Tôi khuyên ông nên bỏ cuộc đi, vì chơi bắn bi tôi là đỉnh cao nhất thế giới rồi, ông không có chơi lại đâu. Bỏ cuộc đi ông ơi, đừng có chơi nữa. Vậy ngươi chưa biết ta là ai rồi. Ta vô địch ném bi thế giới 33 lần đó. Thôi ông ơi, ông vô địch chém gió chứ ném bi gì. Ném bi giỏi vậy mà giờ vô tham gia trò chơi này để lấy tiền dưỡng già hay gì? Chơi đi rồi sẽ biết ai là bro, ai là gà công nghiệp. Trời ơi, khóc cái gì mà khóc nữa. Chơi bắn bi kìa, có bi trên tay rồi kìa. Chúng ta sẽ vô địch thiên hạ. Thể lệ trò chơi này là hai người chơi sẽ thi đấu với nhau trong vòng thời gian 30 phút. Sau khi kết thúc 30 phút, người nào có số bi nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Chúng ta phải thi đấu với nhau. Vậy là hai chúng ta phải thi đấu với nhau hả anh Ba Xương Đen? Nếu mà em thắng thì anh sẽ chết, còn anh thắng thì em sẽ đây chết. Đây chỉ là trò chơi thôi mà, em cứ yên tâm đi. Anh có thể cho em hết số bi này được mà, anh không cần gì nữa đâu. Chúng ta chỉ cần chơi để thời gian trôi qua là được rồi. Dạ. Chơi bi đi. Bây giờ tôi với ông sẽ chiến với nhau để lấy hết số bi. Bây giờ mình chơi trò kéo búa bao, có chịu không? Ok không? Ok. Bây giờ sao? Hồi đó giờ mình chơi chọi không à? Bây giờ mình đâu biết bắn bi là gì đâu, sao làm? Bây giờ mình chơi gì đây? Mình chơi cái trò ở lớp mình hay chơi á. Một cộng một bằng mấy? Bằng hai. Đưa bi đi thầy, em đâu phải zombie đâu mà không biết thầy. Đưa bi đi thầy ơi. Gì khôn dữ vậy trời nè. Dạ tới em đố thầy nha. Sinh nhật của Napoleon là vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Trời ơi ông nội tôi cũng không biết nữa, sao biết được. Trời ơi vậy là thua thêm viên nữa hả? Bây giờ chúng ta sẽ chơi ném bi thi nha. Ai mà ném trái bi vào trong cái lỗ thì tất cả số bi có trên mặt đất thuộc về người đó. Ok, tưởng gì vậy, ta ném trước. Hey. Hey. Ui, nó. Rồi, người ném đi. Trời ơi, để ta. Ui da. Trời ơi đừng có khóc nữa, làm ơn chơi với tôi đi nè, chơi bi với tôi đi, đừng có khóc nữa. Ê, trời ơi khóc nữa rồi, khổ thiệt chứ. Kéo búa bao, kéo bể. Ta kêu kéo ta thắng rồi nha. Kéo làm sao mà thắng được cây búa, ông bị ngáo hả, ông có biết chơi không? Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đó, chẳng lẽ em có biết trò đó không? Dạ không, em đâu có biết. Trời ơi dễ ẹt gì mà em không biết hả? Để anh giới thiệu cho em nha. 2, 4, 6 là số chẵn, còn 1, 3, 5 là số lẻ. Rồi để anh làm ví dụ cho em dễ hiểu nha. Bây giờ anh sẽ lấy mấy viên bi ra anh làm. Đây anh sẽ lấy ngẫu nhiên kệ anh. Đó bây giờ việc của em là cược đi. Em cược bao nhiêu cũng được, 1 viên, 2 viên gì cũng được. Và đón chẵn hay lẻ. Nếu mà em đón đúng thì số bi của anh sẽ thuộc về em. Đó rồi bây giờ em đón hay chẵn hay lẻ nè. Dạ lẻ. Trời gì ghê vậy. Đón đúng luôn rồi nè. 3 bi là bi lẻ đó. Vậy là em biết chơi rồi. Em cược nhiêu vậy? Dạ 3 cược. Ê đù nãy chơi thiệt là thua sạc nghiệp rồi. Có ba bích quánh trước đi chứ đợi gì nữa, lẹ lên đi, chậm quá à, 30 phút mà. Từ từ sắp bài cái nè, mày coi bài đi, giờ bài này quýnh sao chứ thấy bên bển nó có heo hay sao á. Bây giờ mình chơi giữ đôi lại đi, mình xả rác đi, mình xả rác rồi hồi cái nó ra heo cái mình quýnh tứ quý luôn, chặt heo của nó mình ăn được 2 cục nữa đó. Bên này không có ba bích, có 1, 2 đâu không à, chứ không có 3. Quánh trước đi. Bây giờ em chỉ còn có 1 cục duy nhất à, em có muốn chơi nữa hay không? Dạ chơi chứ, còn thở là còn gỡ. Bây giờ em hỏi thầy nha. Nếu mà thầy ra ngoài đường không ai làm rớt 20 triệu, hỏi thầy còn lại được cái gì? Hả? Ra ngoài đường làm rớt 20 triệu, hỏi còn được cái gì hả? À, còn được
còn được cái nịch, đúng không? Dạ đúng rồi, chúc mừng thầy. Ôi, cháu nó ra đi chân lạnh tốt nhưng mà tôi đã thắng rồi. Người chơi số 34 bị loại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bội đậm, ủa lộn, à trời, 18 viên luôn. Vậy là mỗi người chúng ta chỉ còn lại một viên. Bây giờ một là ăn bi, hai là ăn đạn thôi, ngươi thảy trước đi. Đây là nhị cái phát thảy cuối cùng, cầu mong thầy Herodrai phù hộ cho em. Ủa lộn, thầy chưa chết, nhưng mà thầy ơi, thầy cứu em với, thầy ơi. Vô, vô đi, ngồi, tới công chuyện luôn. Ta sẽ lấy hết số bi ở trong đó. Ê. Vô, ôi, đừng. Xin vĩnh biệt cô. Người chơi số 14 bị loại. Tại sao ông ra cái kéo hoài vậy? Ông không có cái gì khác hả? Tối ngày ông chơi cái kéo luôn vậy hả? Chạy đi. Người chơi số 38 sử dụng bạo lực trong trò chơi. Người chơi bị loại. Trời ơi, làm ơn đi cô ơi, cô làm ơn cô đừng có khóc nữa đi cô ơi. Đi chơi bắn bi đi cô ơi, đến hồi hai mình bị bắn á, chơi bắn bi với tôi nè cho nó vui chứ khóc gì mà khóc hoài, tôi đâu có giật chồng của cô đâu. Nè được, vậy đi bắn bi đi. Bây giờ mình con gái đàn bà yếu đuối, bây giờ mình chơi thi đi. Ai thấy lại gần bức tường nó nhất thì thắng rồi nha cô. Chứ thật sự đó vậy tôi khốn chứ biết chơi bắn bi okay nữa. Ok luôn, tôi thấy trước nha. Trời ơi, sập cái bức tường luôn. Trời đất ơi, con gái yếu đuối gì thế ghê, gớm vậy bà nội, để tôi thấy. Chưa nha, khoan nha. Người chơi số 30 bị loại. Hai đứa bay đánh cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy? Không đánh tôi tới à? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đếm đi. Cái gì? Cái mẹ tới rồi hả? Toàn tôi ơi. Ôi bạn ơi, không sao, kiếp này làm không được thì kiếp sau mình làm lại nha. Đen thôi, đỏ quên đi, tới công chuyện luôn rồi. Người chơi số 35 bị loại. Anh xin đen ơi, anh chỉ còn có một cục cuối cùng á. Nếu mà anh tiếp tục chơi thì anh sẽ thua, anh sẽ bị bắn chết đó. Em không muốn như vậy đâu, anh nghĩ đi anh. Thôi cũng được, thời gian sắp kết thúc rồi kìa. Chỉ còn có 1 phút 20 giây nữa thôi. Bây giờ rất là nguy hiểm luôn á, em nên cất cái số bi của em đi, hay là đưa cho anh cất cho. Bây giờ người ta sẽ cướp nhiều lắm á, nếu mà em giữ số bi đó thì rất là nguy hiểm á. Vậy hả anh? Vậy anh giữ số bi này giùm em nha. Số bi này là 19 cục á. Được rồi, đưa đây anh giữ cho, xíu nữa khi an toàn anh sẽ đem ra cho em nha. Em nhớ ngồi yên ở đây không được đi đâu đâu á, đi là sẽ rất là nguy hiểm đó. Ngồi yên ở đây nha, anh sẽ đem vô trong kia cất giấu cho em. Dạ, anh nhớ cẩn thận nha, nguy hiểm lắm á. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin thông báo, thời gian trò chơi gần kết thúc. Đây nè đớp, số bi của em nè, anh đưa lại cho em nè. Anh đưa cho em hết số bi này rồi, rồi anh sẽ như thế nào? Em cứ yên tâm đi, anh không sao đâu. Anh Bạch Dương Đen, anh bình thường đi, anh không cần phải diễn nữa đâu. Em biết cái gì ở trong này mà. Em rất là yêu quý anh. Vĩnh biệt anh. Lại tổn thương với những ký ức cất đằng sau lưng này. Người chơi số 33 bị loại. Ngày gần nhất em sẽ lãng quên, quên đi một người từng xem như là tất cả. Tao không ngờ chính tao lại đánh ra cái đôi thòng nó để cho nó bị thua hết số bi. Chính tay tao đã kết liễu nó. Thôi đừng buồn nữa, sống chết có số phú quý do trời. Tại trò chơi này chứ đâu phải mày cố ý đâu. Một trong hai đứa phải ra đi trong trò chơi đó. Mong là mấy đứa kia có thể vượt qua được. Mong là như vậy. Gì vậy? Có khi nào ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em qua. Hình như là bà đi bà xít với Enderman là một đội á. Enderman không vượt qua hả? À, tội nghiệp với Enderman. Cầu mong là những người bạn còn lại của chúng ta sẽ vượt qua được thử thách này. Chúng ta đã mất mát quá nhiều anh em luôn rồi. Bây giờ chỉ mong là sớm kết thúc được trò chơi này và trở về thôi. May mắn quá mấy em ơi, may mắn quá. Cuối cùng chị cũng đã vượt qua được trò chơi này rồi. May mắn quá.
Vậy là cô giáo Thảo đã ra đi rồi. Đúng là những lựa chọn đầy nước mắt mà. Kéo búa bào. Hình như là ông đó chung đội với ba chân trắng. Không thể nào, ba chân trắng thông minh như vậy mà không đi vượt qua được trò chơi này hả? Không, đây không phải là sự thật đâu mày ơi. Cái gì? Thằng Mai Xương Đen có nghĩa là nó đã tiêu diệt nớp rồi hả? Ê, cái thằng kia sao mày cũng chết đi hả? Mày sống làm cái gì mày không chết đi? Cái thằng kia mày đã hại thằng nớp rồi đúng không? Ê, mày coi chừng tao đó. Tao không ngờ mày lại là một con người như vậy. Rồi mày sẽ trả giá với những việc mày đã làm. Sau khi trải qua 4 vòng chơi thì số thí sinh còn lại bây giờ là 6. Chúc mừng 6 thí sinh của chúng ta đã vượt qua được vòng chơi số 4. Và sau đây tôi sẽ cập nhật số tiền thưởng mà các bạn đã nhận được ở vòng 4. Ở vòng 4 có 6 người chơi bị loại và số tiền được cộng thêm là 15 tỷ. Tổng số tiền bây giờ là 85 tỷ Việt Nam đồng. Đến bây giờ ta cũng không thể tin được là nó vì tiền mà bán rẻ tình anh em mà giết thằng nớp như vậy. Ta không thể tin được luôn á. 100 tỷ lượng đó không có rẻ đâu. Nếu mà mình gặp mình đối đầu với nó thì chắc chắn nó cũng sẽ thủ tiêu mình để giành được số tiền đó thôi. Bây giờ mời tất cả các người chơi ổn định vị trí. Chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm để chơi trò chơi số 5. Ở trò chơi số 5 này chúng ta không cần phải chọn đội, nhưng chúng ta sẽ chọn một cái khác. Và bây giờ trước mặt của các người chơi sẽ có các số áo từ 1 cho đến 6. Người chơi có thể lựa chọn bất kỳ số áo nào mà mình yêu thích. Thời gian lựa chọn số áo trong vòng 5 phút bắt đầu. Jimmy ơi, không biết con số này nó thể hiện cái điều gì, nhưng mà anh em mình cùng nhau đi tới đây là một kỳ tích rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh em mình suốt đời vẫn mãi là anh em của nhau nha. Cố gắng lên nha. Tao biết rồi, mày cũng phải cố gắng lên nha. Đây là chiếc mũ may mắn của tao nè, mày đội lên đi. Có chuyện gì đi nữa thì tao với mày cũng mãi là anh em của nhau. Nhớ nha, một ngày là anh em, suốt đời là anh em. Ok. Nhớ nha, một ngày là anh em, suốt đời là anh em. Nè Mai Chân Trắng, con tính toán thử coi bây giờ chúng ta nên chọn con số nào để cho nó an toàn. Bây giờ chúng ta chưa biết trò chơi tiếp theo là gì, nên tốt nhất là đừng chọn số đầu tiên, cũng như là đừng chọn số cuối cùng. Cái gì? Mày tưởng là mày giỏi hả? Con số đầu tiên là con số vượt qua nhanh nhất đó. Nếu anh đã nói như vậy thì anh cứ lên chọn con số đầu tiên đi. Tôi không có cản anh đâu. Đừng có trách tôi không nói. Được, tao sẽ chọn con số đầu tiên cho mày coi. Con số đầu tiên sẽ là số vượt qua nhanh nhất. Người ta đã bắt đầu lên chọn rồi kìa. Bây giờ chúng ta nên chọn con số nào đây? Theo em nghĩ á, bây giờ chúng ta nên chọn những con số cuối cùng đi, vì chúng ta không biết trò chơi này là trò chơi gì. Bận số 3 làm cha thiên hạ luôn. Chọn gì số 4 xa xôi dữ vậy hả? Thì số 4 cũng gần số 3 thôi, đâu có gì đâu mà căng. Chọn chính giữa là an toàn nhất đó. Bên đó đã chọn số 1, số 3 và số 4 rồi. Hai người chọn số 5, số 6 đi. Tôi sẽ chọn số 2 cho. Cố lên. Ok. Trò chơi này được mang tên là vượt cầu kính. Nhiệm vụ của người chơi là vượt qua cây cầu kính này để đến bên kia. Và người chơi phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn để bước trên kính. Sẽ có hai loại kính, đó là kính cường lực và kính thường. Và thời gian dành cho tất cả các người chơi vượt qua cây cầu này là 15 phút. Vậy là đồng nghĩa với việc mình sẽ là con chuột bạch hả? Khoan nạn cái gì nữa, đi lẹ lên đi. Bây giờ phải làm sao đây? Bên phải hay là bên trái đây? May mắn quá. Bây giờ sao đây? Bây giờ chọn bên nào nữa đây? Bên nào đây? Bên này đi. Người chơi số 6 bị loại. Biết mẹ ơi, cố lên,
lựa chọn của mình. Cố lên, tôi tin mày sẽ làm được mà. Cố lên. Tao biết rồi. Tin vào lựa chọn của mình. Tin vào lựa chọn của mình. Miếng này đã mở ra rồi. Mày giờ sẽ nhảy lên miếng này chứ. Được rồi, được rồi. Cố lên, tao tin mày làm được. Biết rồi. Ê, được rồi. Lẹ lên rồi, cứ quay đầu lại nhìn hoài vậy. Đi lẹ đi, hết thời gian bây giờ. Ông không còn thì ông lên đây, ông nhảy trước đi. Ông đừng có đó mà phàn nàn hoài. Ông im đi. Bây giờ phải chọn miếng nào nữa đây. Phải tin vào lựa chọn của mình. Bịa trước mặt đi. Cháu bé bé đừng mà bé bé. Người chơi số 39 bị loại. Từ đó nó mở đường cho mình. Quá là đơn giản. Bên này. Game là dễ mà. Nhưng mà bây giờ phải chọn bên phải khi là bên trái đây. Còn 3 bước nữa là tới rồi. Chọn cái nào đây? Chọn cái nào đây ma xương đen ơi? Chọn cái nào đây? Theo linh cảm thì bây giờ cứ nhảy vào miếng trước mặt đi. Chúng ta có 50-50% để thắng mà. Được, tính vào lần này. Miếng trước mặt. Miếng trước mặt. Thế nhảy miếng đây. À, có được không? Có được không? Được rồi. Còn 2 miếng nữa thôi. Còn 2 miếng nữa thôi là chúng ta sẽ qua được cái cầu kính này rồi. Bây giờ sẽ chọn miếng bên phải ghi là miếng bên trái đây. Thời gian đang trôi qua nhanh. Chúng ta chỉ còn 3 phút nữa thôi. Lẹ đi, đừng có chậm chạp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời miếng kính này nó chật lắm á. Đừng có bước lên đây nữa. Cái gì vậy? Sao lên đây chứ vậy? Chậm hết rồi, đừng có chần chờ nữa. Bây giờ cứ bước đi, nhanh lên đi, lẹ lên. Từ từ chứ, để quan sát xem coi nó chọn miếng bên nào. Không đâu sẽ bị rơi xuống dưới đó. Được rồi, chọn lẹ đi. Trời ơi. Miếng nào đây? Miếng bên phải hay là miếng trước mặt? Miếng nào đây? Người chơi số 4 bị loại. Bên nào đây? Chỉ còn 50 mấy giây thôi. Còn 56 giây nữa. Quyết định. Ta đã hoàn thành rồi. Chỉ còn có 9, 8 bảy. Nhanh lên, dễ đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Xin thông báo trò chơi số 5 kết thúc. Xin chúc mừng 3 người chơi của chúng ta đã vượt qua được vòng chơi thứ 5. Và tổng số tiền thưởng của các bạn bây giờ là 92.500.000.000 Việt Nam đồng. Và đây là bữa tiệc mà chúng tôi đã chuẩn bị cho những người chơi nỗ lực cố gắng để chúc mừng các bạn đã vượt qua được vòng thi thứ 5. Các bạn cứ yên tâm mà sử dụng, sẽ không có ai đầu độc trong thức ăn của các bạn đâu. Chị có sao không? Chị bị gì vậy? Nói cho em biết đi.
thể cầu kính kết thúc, chị đã bị một mảnh kính đâm trúng vào bụng của mình, nó rất là đau. Chị sợ người ta không cho chơi. Trời ơi, chị bị thương quá trời, chị chảy máu quá trời luôn kìa, sao chị không nói với em, sao chị không nói với mấy người kia? Chị sợ khi nói ra thì người ta sẽ không cho chị tiếp tục trò chơi này, nên chị không nói ra luôn, cứ để cho nó bình thường đi. Không được đâu chị ơi, bây giờ nó ngủ rồi, bây giờ em sẽ kết liễu nó, chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này, em sẽ cứu chị ra bên ngoài, chúng ta sẽ không ở lại nơi này nữa. Đừng giúp My ơi, em không phải là một con người như vậy đâu. Đừng vì chị mà đánh mất bản thân của mình, đừng làm như vậy em ơi. Chị có sao không chị? Chị có sao không? Đợi em chút nha, đợi em chút nha. Cứu người đi, có ai không? Cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi. Cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi. Người chơi số 31 bị loại. Không, chị Alice, chị Alice, chị Alice, chị có sao? Chị Alice, chị tỉnh lại đi, chị Alice, chị tỉnh lại đi. Lại là mày, lại là mày nữa. Người chơi số 37 chọn phe phòng thủ. Người chơi số 40 chọn phe tấn công. Bây giờ mời hai người chơi của chúng ta đi theo người hướng dẫn để đến vị trí của trò chơi. Dòng thứ 6 là trò chơi con mực. Hai người chơi chia thành hai phe tấn công và phòng thủ. Sàn đấu sẽ được vẽ từ hình vuông và hình tròn và tam giác. Đầu tiên, phe tấn công sẽ nhảy lò cò qua vùng bụng con mực, dùng dao nhau giữa hình vuông và tam giác. Sau đó, họ đi bằng hai chân bình thường ở lối vào hình vuông, vượt qua phe phòng thủ và tiến đến hình tròn để chiến thắng. Và trò chơi cũng có thể kết thúc khi một trong hai người chơi không còn khả năng tham gia trò chơi nữa. Được. Mau bắt đầu đi mày. Mày có còn nhớ trò chơi này lúc nhỏ, mày chưa bao giờ thắng được tao đúng không, ma sừng đen? Đừng có nói nhiều lời nữa, hôm nay nhất định tao phải thắng. Để xem mày chưa. Đâu rồi, đâu rồi? Đồng tiền đã làm cho con người của mày thay đổi quá nhiều rồi. Sao gì thì con Alice nó cũng chết thôi, tao chỉ tiễn nó đi nhanh thêm một đoạn nữa. Mày làm gì phải căm giận tao như vậy? Mày im đi, mày đừng nói như vậy. Đáng ra là sẽ không có ai phải chết bởi vì quyết định của mày. Nếu lúc đó mày nhấn nút dừng lại thì tất cả đã được quay trở về trường rồi. Chị dòng tiền mà mày có thể làm được tất cả mọi thứ, tao sẽ không cho mày rời khỏi đây với số tiền đó đâu. Mày đừng có mơ tưởng. Ở cái xã hội này nếu mày không có tiền thì không ai xem mày ra gì đâu thằng nhóc à. Tiền là quan trọng nhất, còn chuyện tình cảm thì để qua một bên đi. Anh em thì cũng chỉ là người dưng khác họ thôi. Đúng vậy, người dưng khác họ. Tao đã quá sai lầm khi nhận mày là anh em của tao. Và anh em của tao sẽ không có một thằng sống lỗi như mày đâu. Như tao đã nói rồi, hôm nay tao sẽ không cho mày rời khỏi đây với số tiền đó đâu. Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, đừng ma xương đi. Mày biết là mày đã hại bao nhiêu người rồi không? Chính mày đã nói là sẽ không tham gia trò chơi này, rồi sau đó mày là người không bấm dừng lại. Mày còn dám chống nói nữa hả? Mày còn dám nhặt lên nữa Mọi thứ đã kết thúc rồi, ma xương đen à.
mấy đứa thấy cái bộ phim này như thế nào, cho thầy cái cảm nghĩ về bộ phim này coi. Đó, để coi mấy đứa coi xong cái bộ phim này thì rút ra được bài học gì nha. Nói ý kiến coi, nêu ý kiến coi. Dạ, ý kiến của em sau khi coi bộ phim này thì nói lên là tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả đều mua được bằng tiền. Không, ý em là tiền nó sẽ làm ảnh hưởng cho chúng ta nếu chúng ta quá tham tiền nha thầy, đúng không thầy? Đó là vì tiền mà tình nghĩa anh em cứ chắc bệnh lâu. Nếu mà thầy được số tiền đó, thầy sẽ mua gì thầy? Thầy nói cho em nghe thầy. Nếu người ta mời thầy đi chơi game đó, thầy có đi chơi không thầy? Trên đời này đâu có ai cho không ai cái gì đâu. Phải có làm thì mới có ăn chứ. Cái gì cũng có giá của nó. Nếu có cho thầy chơi thì thầy sẽ chơi. Thầy tham lam quá à. Nhưng mà em thấy cái nhân vật ma xương đen ở trong phim á thầy đáng sợ quá à. Còn ma xương đen của nhà mình á, nó dễ thương mà nó sống tình nghĩa nữa, đúng không thầy? Hen, hồi nãy giờ nói ma xương đen mà nó đâu mất tiêu ta. Nó không có coi cái kết của phim mà nó đi đâu mất tiêu rồi. Lên xe đi em, lên xe đi. Dạ, lên liền. Chúng ta sẽ đi tới. Trời ơi mấy đứa ơi, thằng ma xương đen nó lên chiếc xe vuông tam giác tròn rồi mấy đứa ơi.